Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Buổi chiều hôm nay Bắp lại ghé thăm ông Bảy cả nhà mình. Cũng có mua một ít thức ăn để bồi bổ cho ông Bảy. Thấy ông Bảy thương quá cả nhà mình. Và cũng muốn cập nhật tình hình mới nhất của ông Bảy để gửi đến quý bà cô chú anh chị mình xem. Cả nhà nhìn đằng sau lưng Bắp nè, cái cảnh quan của quê hương Bắp cả nhà nhìn thấy có đẹp hay không? Rất là tuyệt vời đúng không? Ở quê Bắp là chỉ là toàn núi với biển thôi cả nhà mình. Cả nhà mình xem tàu đang chạy qua cả nhà. Đó. Cả nhà nhìn hấp dẫn không? Trời mới vừa tạnh mưa luôn cả nhà mình ơi. Có mưa chắc ông Bảy vui lắm, tại vì ông Bảy có trồng mấy cây dừa á. Mấy ngày hôm nay thì không có mưa, nắng chang chang rồi cả nhà. Ông Bảy sợ mấy cây dừa của ông chết đi. Không có vòng vòng xàm xàm nữa, Bắp mời cả nhà mình theo chân Bắp vào trong nhà để thăm ông Bảy nha. Bắp mời cả nhà mình. Đây là những cây dừa của ông Bảy trồng. Có cây bắp nữa cả nhà. Hình như là cây đây cây bí, cây mướp vậy á. Không có gieo nữa. Phía bên này thì có cây đu đủ nữa. Hình như cây này cây dưa cả nhà mình. Đó, cả nhà cây dưa nè. Lớn rồi. Bên kia cũng có nữa. Mưa xuống là ông rất là vui á. Bắp nghĩ như vậy luôn á. Bây giờ mình vào bên trong nha. Không biết giờ này ông Bảy đang làm gì và ăn cơm chưa. Ồ, hình như là ông Bảy ngày hôm nay ông Bảy đi làm ve chai hay sao cả nhà. Sao thấy nhiều dữ ta. Hồi bữa ông Bảy bán hết rồi mà. Cái này là vỏ bia nè. Này chai nhựa nè cả nhà. Còn này là mấy cái phao cả nhà mình. Phao dây cước ở dưới biển người ta đánh lưới á. Rồi nó trôi dạt vô bờ biển á, ông lụm. Để mình đi ra bên đây. Coi thử hôm nay có dưa leo quá trời luôn. Dưa leo, rau cải. Không biết hôm nay ông Bảy ăn cơm với gì nữa. Mình dở xem thử nha. Wow. Có canh chua. Ngon lành à. Cứ canh chua với cơm cả nhà. Nay ông Bảy được ăn ngon rồi. Xung quanh đây thì cho củi. Bảy lụm. Giờ ông Bảy chắc đó. Nước thì vẫn còn nhiều. Lâu lâu anh em ghé qua thấy hết nước á, thì anh em sẽ phụ ông Bảy xách nước về cho ông Bảy xài. Chứ ông già rồi không có xách nổi nữa nha, tại vì đi xin nước cũng xa lắm. Hình như là ông Bảy trong phòng đó nha. Còn sao không mở điện lên tối thui vậy ta. Ông Bảy ơi. Ôi trời ơi, vậy hả? Mày lại gặp mà không ăn. Dạ con mới ghé luôn ông Bảy. Vậy hả? Nằm ghé nó đau lên mẹ. Nằm cho nghỉ chứ ngủ mê vậy. Dạ. Hồi sáng đi lượm ba tay ngủ á. Ủa hôm nay ông đi làm hả? Ở nhà cũng buồn thôi. Dạ. Rồi lượm ngoại đi cho nó có. Thấy luôn ở nhà cũng buồn. Cả buổi chiều hôm nay mưa quá trời luôn ông Bảy có biết không? Mưa không nhiều. Dạ. Dạ ông Bảy ra đây ngồi ông Bảy cho nó sáng nha ông Bảy. Ngồi chỗ nào nó sáng. Dạ. Con tưởng ông Bảy nay ngủ sớm hết chứ. Vô nằm đỡ đau lưng vô nằm. Dạ. Ông Bảy ăn uống gì chưa? Ăn hết rồi, ăn rồi. Ăn rồi hả? Ăn cơm rồi. Dạ. Hôm nay con có mua con bồi bổ cho ông Bảy nè. Trời ơi. Dạ. Đã hả? Dạ. Không biết cái này cái gì không? Cái gì vậy? Trứng vịt lộn.
trời ơi vậy thấy không, mê luôn. Con biết là chắc chắn là ông Bảy ít khi nào ăn cái này đúng không? Ừ, ít ăn. Dạ. Bây giờ ông Bảy lấy chén ra, ông Bảy ăn luôn cho nó nóng, con mới mua nóng luôn á. Hả? Ừ. Mới dạ, ăn cơm, mới ăn cơm rồi bây giờ ăn nữa sao? Ăn gì đổi? Ăn vài trứng cho con vui. Vậy dạ. Hả? Đâu ăn gì đổi. Mới ăn cơm. Sao con qua giờ này con tưởng ông Bảy ăn cơm, tầm phải 6 giờ mấy ông Bảy mới ăn cơm. Ăn cơm. Sao ta? Cái này gót nước mắm rồi hả? Hay sao? Người ta chưa biết ăn. Dạ thôi để con bày ra cho ông Bảy ăn nha. Cái này bổ lắm nha chứ. Ông Bảy bỏ vô đây rồi, ông Bảy lột ra để nước nó chảy á. Ờ vậy. Mình húp nước luôn. Phải rồi. Dạ đúng nước rồi. Nước bổ lắm. Nước nó bổ lắm á. Đúng. Dạ. Đâu có tiền mà ăn thứ này. Lo ba cái gạo ăn thôi chứ cái này ăn thuộc về bổ. Đã đó. Ông Bảy ăn không hết á. Bây giờ ông Bảy ăn 3 trứng đi. Rồi rồi còn 2 trứng là tối ông Bảy dặm thêm miếng nữa. Chứ ăn nha ông Bảy. Ừ. Dạ chứ cái này con mua sẵn luộc sẵn rồi, cái ông Bảy để ngày mai là nó hư á. Phải rồi. Để tối rồi ấy hả? Dạ. Thôi bỏ cái này mẹ. Trời ơi. Không bây giờ quá rã. Dạ ngon ông Bảy. Ngon. Bây giờ ông Bảy nha, ông Bảy lột cái trứng ra. Rồi ông Bảy bỏ vỏ hoài luôn đi, rồi ông Bảy bỏ cái trứng vô cái chén ăn cho nó dễ. Phải rồi, bỏ lại rồi. Vậy ông Bảy ráng ăn mấy trứng nha. Ừ. À, còn nóng á, ăn cho nó ngon. Phải rồi. Với lại cô chú anh chị thấy ông Bảy ăn, cô chú anh chị cũng rất là vui lắm. Ăn thứ này bổ lắm đó ông Bảy, bỏ trứng trong đó rồi bỏ cái vỏ qua đi, bỏ này ông Bảy múc ăn cho nó dễ. Ông Bảy ăn kèm với lại dưa chua nè, rồi rau răm ông Bảy ạ. Đúng rồi, ăn vậy ăn kèm nó đỡ ngán ông Bảy. Phải rồi. Dạ chua chua nó ngon nữa, cái này bổ á. Dạ. Mấy người nhậu nó ưa thế này, cái này đồ nhậu à. Dạ. Ăn bổ á. Thôi giá ăn cơm đâu bằng cái chất này cũng bổ lắm. Dạ. Lâu lắm rồi ông chưa, ông mới ăn lại ông Bảy hả? Trời ơi, đâu có ăn. Trước giờ ông Bảy chưa ăn luôn hả? Lâu lắm, cả 1-2 năm, bây giờ đáo rồi con cho ăn nữa không? Trời ơi. Ba này chất bổ rồi. Thương với ông Bảy, 1-2 năm mới ăn được trứng vịt lộn hả? Không có ăn. Về đây gần cả năm đâu có ăn ba này. Dạ. Bị mình lo đồ ăn gạo thóc rồi nha. Cái thứ này thứ bổ. Hồi nãy là con tính mua là cho ông 10 trứng luôn. Trời ơi, con thử thách ông ăn 10 trứng vịt lộn luôn mà. Ăn chết luôn. Con nghĩ là ông lớn tuổi rồi ông ăn không có nổi đâu. Ừ. Không dạ, nổi. Mình bỏ nó phí đi ông Bảy hả? Ừ, phí đi nha. Dạ. Ông Bảy đập ăn đi, ông Bảy đập ăn đi. Ăn cho đã này. Ông Bảy. Hả? Ăn cho đã luôn. Đã luôn. Dạ. Mà thôi ăn 3 trứng thôi, cậu kêu để tối ăn nữa. Dạ, đây con mở con có mua. Trời ơi, sữa nữa. Sữa đậu nành. Dạ. Gặp thứ bổ thôi. Cho ông Bảy uống cho nó mát. Mát lắm. Thứ bổ không. Dạ. Ừ, quá đã. À. Còn uống nữa đi. Dạ không, không. Ông Bảy cứ ăn uống đi. Ăn uống ngon miệng đi là con vui rồi. Ừ. Mấy ngày con cũng ăn thường xuyên đó mà. Ừ. Đậu nành cũng bổ. Và trứng vịt lộn này cũng bổ đủ hết trơn. Dạ dạ. Và để cho ông ăn cả nhà mình. Cho ông ăn ngon miệng. Chứ ông đang ăn mà hỏi nhiều quá thế cũng kỳ. Người ta có câu là trời đánh tránh bữa ăn.
Quá quá ngon. Ngon không? Ngon. Ngon à. Ngon là lần sau con mua cho ông ăn nữa nha. Có cây không Bảy? Hả? Cây không? Muối cây không? Không, muối đâu có chanh. Cây. Đâu có cây, cũng vừa ăn. Dạ, dạ. Ốc đại này bỏ ra đi. Mọi người quét nhà. Ông Bảy cứ ăn đi, ông Bảy cứ ăn đi rồi để đó xíu con dẹp cho. Thôi, để dẹp bỏ rác cho ông Bảy. Để đây đi, để đây rồi mời ông Bảy quét cho không thở. Kiến á. Không có kệ đó, kiến. Thôi quẩy quét để cho sạch. Con lạnh cho con nói chuyện mà cứ thật. Thôi để dạ đâu có nói chuyện gì đâu, ông Bảy cứ ăn thoải mái đi, chủ yếu thăm Bảy thôi chứ không có chuyện, không có chuyện gì biết đâu rồi, biết rồi. Rồi ông Bảy cố gắng làm trứng rồi. Ừ, trứng là không nổi. Dạ. không nổi hả? No. No quá hả? No bị hồi nãy ăn dạ, vậy, quá trời vậy con không có ép ông nữa. Sữa này ông Bảy tối nay cũng ráng uống cho hết rồi nha. Ừ. Mai nó hư à. Ừ, để ráng uống. Mấy cái đồ này để lâu không có được. Ừ. Cái này bổ lắm. Sữa đậu nành. Dạ. Hai lời nữa nha. Hai, mày mắt mày tỏ của hai nè. Chắc nó đi rồi. Dạ. Hôm nay ông lụm được nhiều không? Đó, lụm. Chai á. Lụm cũng được bao. Bao rồi mới đổ đó. Một bao là nhựa với lại lon bia luôn hả? Trời ơi, lụm cái đó ba bữa rồi đó. Hết cái đống đó, đó. Dạ, dạ là ba bữa rồi đó. Lụm vừa lụm rồi người ta cho nữa. Dạ. Hết lắm con ơi. Lụm bậy nó kiếm. Một lon bia là bán được bao nhiêu tiền ông? Đâu biết. Nó nói vào ngay nó lợi nó cân á. Rồi mình ngồi gần cân nó, cho nó cân coi kỳ quá. Dạ, dạ. Coi mình lánh cho nó cân như nó cân. Dạ. Mà hai mẹ con nhỏ này nó buôn bán nó cũng đàng hoàng, nó cân. Với lại thấy ông Bảy khổ vậy. Ờ, sao nó thấy ta... ông Bảy khổ với già ăn gian ông Bảy làm gì. Chứ mình lại mình kêu nó cân bao nhiêu ký ngồi kế cân kỳ quá. Theo con biết á là hình như lon bia này như là mấy trăm đồng một cái á. Mấy trăm đồng một cái. Phải rồi, dạ. Có đó. Như là 300 hay sao. Ừ, có đó. Rồi bây giờ con coi, nó lại nó mua, mình ngồi kề cân coi gì nha. 10 lon thì được 3.000. Ừ. 100 lon thì được 30.000 à. Ừ. Dạ. Vậy chắc cũng đó, nhiều à. Còn cái chai nhựa là hình như là có mấy ngàn một ký à sao á. Ờ, chai mũ rẻ hơn 3 lon bia coi. Dạ, mà nó nhẹ nữa. Ừ, nó nhẹ đó, dễ ký nhẹ tấm xe à. Dạ. Trời. Nó lộn được 3 dây kìa, dây neo rồi đó, con biết không? Dạ. Ừ, nó có giá đỡ mà ít, ít khi lộn được nhiều. Con thấy mấy anh em cho ông rau cải quá trời ha. Ừ, rau cải quá trời luôn. Ông cố gắng ông nấu canh, ông ăn cho nó hết đi, để nó hư á. Phải rồi, mới bắt dạ. Đầu nấu để ừ. Bỏ ủ. Dạ đúng rồi, bỏ phí ông không phải bỏ à. Bỏ phí ủ. Rau cải lại mình ăn thường xuyên rau cải rồi nhiều vô để cho tốt sức khỏe của mình. Có thiệt, nó mát, nó mát người mình, nó mát mình. Dạ. Nó mát mình dữ lắm. Vậy đúng rồi. Chứ mà con người khô hạn quá ăn chịu không nổi. Rồi công nhận sữa đậu nành thiệt, có chất đậu nành. Ngon không Bảy hả? Ngon, bổ lắm. Dạ, mát. Mát chứ, mát mù phổi dữ lắm. Dạ. Rõ ràng chất đậu nành nè. Rõ ràng chất đậu nành. Hôm nay ông trời làm theo ý nguyện của ông Bảy, ông Bảy có vui không? Vui. ông Bảy hiểu con nói cái gì không? Không. Vậy bây giờ mấy đứa nhỏ giờ nói chuyện tao không ấy mà có lúc rồi. Ý là hôm nay trời mưa. Cho bí đồ nó... Nó phượt chứ, tao trồng cũng được mấy chục dây bí. Hôm nay con cũng có mua cho ông Bảy một món quà. À. Một cái điện thoại siêu mỏng. Thôi mua chi mày ơi. Quà đó mà tao không biết xài.
chứ hơn để điện đài đâu rồi. Đây con tặng cho ông Bảy một cái điện thoại siêu mỏng. Là sao? Điện thoại siêu mỏng đó. Rồi sao? Thì sao vậy? Cái này Bảy dỡ ra xem đi. Mở ra hả? Dạ. Mở ra được không? Dạ được, đó, mặt nắp đó. Ừ. Đó. Rồi đâu, thì sao xài? Đó. Đâu rồi chỉ rồi. Ủa ông Bảy không biết gì luôn hả? Con nói giỡn với con nghèo làm gì có tiền mà mua điện thoại cho ông Bảy xài. Cái này cái cạo râu hay gì à, cái gương. Ờ, cái gương cạo râu hả? Dạ. Ôi, đẹp quá ha. Rồi ông Bảy thấy hình ảnh của ông Bảy như thế nào? Cái đẹp trai như lúc trẻ không? Thấy cái đầu chọc lóc nữa. Ừ. Dạ. Thôi cảm ơn, tao cũng khoái này lắm. Để dành cạo râu rồi đó. Con cũng không nghĩ ra cái này cần thiết cho ông Bảy đâu, con không nghĩ ra luôn á. Mà có nhiều cô chú á, là góp ý là mua cho ông Bảy một cái gương với lại một cái dao cạo râu. Đó, con có một cái dao cạo râu cho ông Bảy luôn. Dạ, để cho ông Bảy Trời ơi, vậy hả? Cạo râu cho sạch sẽ. Ừ. Cho đẹp trai. Để đi. Chắc con nghĩ là ông Bảy lâu lắm rồi chưa biết, chưa bao giờ mà soi gương luôn ông Bảy hả? Tao thấy có gương. Tại vì mình không có... Mà gương này đẹp quá. Dạ. Nó gọn, mình gấp lại, mình cất lại. Đẹp quá. Ngộ quá. Cũng phải lâu lâu ra mà mình soi, mình coi cái mặt mình, coi thử có tròn hay méo chứ. Đúng không Bảy hả? Soi, coi tròn hay méo, dí già, coi nhiêu tuổi rồi. Còn cái gương này con mua hay quá, đẹp quá ha. Dạ. Cái dao cạo râu này không phải? Để là cái này ông cứ cạo đi. Cạo cho khi nào mà nó lục không còn cạo được đó thì con mua cho ông cái khác nha. Mà cái này là mình cạo nó cũng an toàn lắm. Ừ. Không mà lắm. Ông cứ cạo thẳng xuống á. Biết rồi. Ông đừng cạo xéo nha. Cạo xéo là rách mặt mình đó. Đứt luôn chết dạ. Thôi cảm ơn nhiều. Dạ. Mới mốt có lợi ông Bảy chơi, đừng mua gì lặt vặt con, nó hao tiền có. Để đổ xăng đi tới lui thăm ông Bảy mừng rồi. Dạ không có sao đâu ông Bảy à, ông Bảy đừng có nghĩ ngợi gì. Tụi con thưa ông Bảy như là ông của mình vậy. Thì phải rồi. Dạ. Tao nhỏ tuổi hơn ông nội ông ngoại mấy tuổi, thì bây giờ ông ngoại rồi chết chứ ông ngoại nội rồi chết đi, ông nội hay ông ngoại? Dạ nội ngoại chết hết trơn hả? Dạ hết, không còn ai. Khổ. Bây giờ là chỉ còn lại là ký ức và hình ảnh thôi. Trời đó, phải rồi, bây giờ còn hình chụp đó. Như ông cháu mình có duyên gặp nhau vậy á. Nhưng mà có duyên gặp nhau vậy. Một thời gian sau thì cũng xa nhau thôi. Xa gì, con ở đây không chừng ông Bảy. Ai cũng vậy hết, nhiều khi nói sự thật nó hơi kỳ chút xíu. Nhưng mà sinh lão bệnh tử mà không. Sau này con cũng già đi rồi, phải rồi. Cũng phải giống như ông, lì khỏi trần gian này. Đúng vậy, con nói. Mình hẹn nhau kiếp sau. Con nói thì có chứ. Dạ. Có. Vậy chứ làm sao sống hoài được. Chứ đâu có ai mà sống bất tử đâu. Bất tử, đâu có ai mà sống bất tử đâu. Sống hoài được sao. Dạ. Ngay rồi lần vài năm nữa ông Bảy đi không nổi. Còn con thì còn trẻ cũng đỡ. Bởi vậy mình sống với nhau ngày nào hay ngày đó. Hay niềm vui là được. Vui là được coi. Dạ. Vậy á. Chứ ông đừng có suy nghĩ ba cái vật chất. Ông nha, ông đừng có bận tâm với cái điều đó nha. Tại vì thấy ông Bảy, cuộc đời của ông Bảy á. Là ông Bảy cởi là sương gió phủ đời trai luôn á. Trời ơi. Dạ, từ lúc nhỏ tới giờ thấy cái hoàn cảnh của ông rất là đáng thương luôn. Từ hồi nhỏ tới lên tới thanh niên. Dạ. Thanh niên rồi đi tới già luôn. Mà bây giờ vẫn chưa được yên ổn nữa. Chưa được. Yên thân nữa. Chưa được yên thân. Dạ. Khổ vậy. Khó thiệt đó, con nhìn coi. Nhìn cái hoàn cảnh ông Bảy thôi. Khó thiệt, chuyện đời của ông Bảy có thiệt. Dạ. Chứ không phải là xạo dốc gì. Thôi ông Bảy ơi, bây giờ
Con cũng xin phép ông Bảy con về luôn nha. Ừ. Tại vì dạ. con nãy giờ con cũng mới đi làm về á, con chưa tắm rửa vậy luôn á. Trời ơi, vậy dạ, con, nè. Dạ, con chạy con ghé thăm ông Bảy chút xíu là. Vậy hả? Dạ, con xin phép con về luôn nha. Bữa sau ha, con ghé qua là hai ông cháu mình ngồi tâm sự nói chuyện cho vui. Vậy đó. Dạ, ông Bảy nha. Ông Bảy cảm ơn con nha. Ông Bảy đừng có buồn con nha. Không, buồn gì đâu. Con nói mà vui vẻ chứ đâu có gì buồn. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ, không có gì đâu ông Bảy. Bữa nay mua ba quà đi. Ăn đã bổ. Xíu nữa cái... tối để ông, tối ông ráng ăn ba cái trứng này nữa đi. Tối cái nó xuống. Thôi bây giờ vậy hả? Cảm ơn con nha. Dạ dạ. Có rảnh thì giờ cái lên ông Bảy nói chuyện này kia kia nọ cho nó đỡ buồn. Dạ. Vậy, công việc của con rỗi rảnh đó. Dạ. Vậy ông Bảy cũng trông đợi các cháu rồi lại nói chuyện rồi chứ ngồi trong ngóc buồn mẹ. Dạ vậy là con vui rồi, con sợ làm phiền ông Bảy thôi. Đâu có phiền. Cả nhà ơi, Bắp cũng xin phép ông Bảy Bắp về để cho ông Bảy nghỉ ngơi nè cả nhà mình. Trời cũng đã tối rồi. Thì Bắp cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi và lắng nghe cái tập video này của Bắp nha. Cả nhà yêu thương ông Bảy và Bắp thì cho Bắp xin một lượt đăng ký, một lượt like. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video sau. Bye bye.